Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Ok, hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Thì ngày hôm nay là mình sẽ cùng các bạn trải nghiệm cái bộ trang phục đó là đồ long nữ nha. Ui, what the hell, ở trên có người hả? Ok anh em ơi, ui, đâu rồi để con nào? Đây hả? Đúng rồi em ơi, bắn đi đâu vậy hả? Ok, mình sẽ xuống cứu sát thủ cái đã. Ơ kìa, hình như là có tiếng chân một thằng nào đó đang ở rất là gần nhé mọi người. Ui, ở đây thì các bạn có thể thấy được rằng là có rất là nhiều trang bị nha. Ok ngon, cực kỳ là nhiều đồ luôn ạ. Ui, đứa nào cứ lên vậy? Căng rồi nha. Ui, may là mình còn chạy kịp. Đậu xanh, thằng nào câu lựu vậy hả? Để coi. Wow, chưa thể nói anh em ạ. Mình sẽ chạy thử qua lối đi coi. À kia, nó đang ở ngay phía bên này luôn. Ok, chúng ta sẽ chạy luôn anh em ơi. Em ơi, đừng có chạy vậy chứ em. Em ơi, chạy vượt em ơi. Trời ơi. Ok, vậy là Kẹo đã có được mạng thứ hai ở trong cái ván đấu này. Các bạn đang chơi với lại sát thủ nên là kể cả là mình có giảm thanh nên là mình cũng chẳng dám trang bị nữa. Trang bị giảm thanh sợ cái sát thương của súng nó yếu, lại sợ sát thủ nó cãi hết mạng, nên là thôi nha em ơi. À ở đây, ở đây sẽ là hướng 210, có tận hai đứa cả. Ok ok, chạy qua luôn nhỉ. Kia rồi nha em ơi. Ui kia rồi. Ok ngon nhá. Thế là xong. Vậy là Kẹo đang có được mạng thứ 3 này. Ok, có luôn được mạng thứ 4. Hiện tại nếu mà để anh em sở hữu được cái bộ trang phục đồ long nữ này, anh em sẽ cần phải mua thẻ vô cực. Với lại thì anh em sẽ phải cày đủ những cái số điểm tích lũy. Hoặc nếu như mà bạn nào rich thì có thể là dùng kim cương để mua những cái số điểm tích lũy. Mình nhớ là cái bộ trang phục đồ long nữ này nó có cái giá đổi đó là trên 100 huy hiệu. Chứ còn là bao nhiêu huy hiệu thì mình không có nhớ rõ nữa. Ok, chạy qua lối đi coi. Ở đây hiện tại Kẹo chưa thấy ai cả nữa, vẫn đang rất là vắng nhé các bạn. Đây mình sẽ chạy theo sát thủ. Lên đây thử coi nào. Wow, chưa thấy ai các bạn ơi. Tính ra là chỉ còn lại có 20 người chơi nữa. Anh em ơi, cố gắng trận này lấy top 1 luôn nhỉ. Ồ, có một cái thính ở tương đối là xa, nhưng mà team của mình sẽ chạy qua luôn và không ngại gì cả nhá. À, bên này bắn nhau căng chưa kìa mọi người ơi. Ok, chạy qua luôn. Ba đứa cả. Để coi. Úi dồi ôi, sát thủ ơi, nhanh tay quá cơ ông ơi. Úi dồi ôi ông ơi, sát thủ ơi, nhanh tay quá vậy bạn. Thế là hiện tại Kẹo đã có được 5 mạng ở trong cái ván đấu này. Chúng ta sẽ cùng chạy xuống để lượm xác của mấy thanh niên này nha anh em ơi. Xem là có đồ gì ngon hay không nhỉ. Wow. Ok, Kẹo sẽ chạy xuống dưới thử coi. Ngon. Vậy là Kẹo đã có được 3-3 nhá. Quá là ổn luôn phải không anh em ơi. Chỗ này thì sao nhỉ. Ok ok, còn lại là bao nhiêu đây? 17 người trên nữa ở trong cái ván đấu này. Ui, thính rơi kìa mọi người. Sát thủ ơi, chờ tôi với. Chạy gì mà nhanh vậy hả ông ơi? Chạy chậm thôi chứ ông. Hiện tại thì Kẹo đang sử dụng cái combo súng đó là đây là khẩu súng Oza cộng với MP40. Ngoài ra thì không có chảo nên là mình dùng tạm nguyện bóng chảy vậy. Anh em ơi. Ui, thằng nào vừa lượm thính vậy hả? Để coi. Sát thủ ơi, chờ tôi với ông ơi. Chạy gì mà nhanh quá cơ vậy ông. Mình cũng sẽ nhanh chân để chạy lên trên cái đá. Không hiểu là hình như là sát thủ này ép tính năng của Kelly vào thì phải, nên là chạy nhanh vãi trưởng. À, có thể ai chưa vậy ông ơi? Tôi là chạy ra ngoài này, nhưng mà chưa thấy ai đã lượm thính cả. Thế này chúng nó cũng vừa mới lượm thôi.
Chắc là đã chạy đi xa rồi nha em ạ. Tại sao lại không thấy vậy nhỉ? Nó lại vắng quá cơ. Ok ok, 15 thằng nữa. Bây giờ thì sẽ là cái đánh giá qua về cái bộ trang phục. Đó là bộ trang phục là đồ long nữ nha mọi người. Thì là nó có một cái đuôi công nhận là nó lại kiểu như là chúng ta đang hóa thân, à đang cosplay thành một cái con rồng anh em ạ. Nhưng mà có một điều là mình không hiểu, đó là rồng tại sao lại có hai sừng thế kia nhỉ? Ồ, cái này thật sự là khó hiểu nha. Nói chung là nó chỉ mang một cái tính chất tương đối thôi nha em ơi. Công nhận là bộ trang phục này nó cực kỳ là ngầu. Và anh em mua thẻ vô cực mình nhớ là sẽ tầm khoảng là trên 100.000 một xíu thôi. Sau đó là anh em cày đủ điểm và sẽ sở hữu được hai bộ trang phục. Đó là bộ trang phục là đồ long nữ đầu tiên. Hình như là anh em mà cày gần hết thì sẽ nhận được thêm bộ trang phục. Đó là bộ trang phục đồ long nam. Đó, đồ nào cũng đang rất là đẹp. Và ngày hôm nay thì mình chơi cùng người bạn sát thủ cũng đã có được bộ trang phục. Đó là đồ long nữ nhá. Anh em thấy đẹp không ạ? Nếu như mà bạn nào thấy đẹp mà còn chưa mua thẻ cực thì hãy mau chóng nạp kim cương vào và mua thẻ cực luôn đi anh em ơi. Đây, chạy xuống dưới và chúng ta đã thấy được rằng là ở ngay bên cạnh bờ sông bên kia có một cái thính nhá. Đó, rẽ trái luôn ông ơi. Chạy thẳng qua luôn vạn, sao phải ngại hả ông. Đây rồi anh em ơi, chúng ta đang đến rất là gần cái thính này. Ê, trông thính thơm quá nhỉ mọi người. Ok, nhảy xuống nào mọi người ơi. Ồ, đây là thính M249. Nhưng mà kẹo đã có được khẩu súng Rosa rồi nha em ơi, nên là kẹo sẽ không chơi M249 nhá. Lên trên này thử coi. Uầy, trên này kẹo chưa thấy một ai cả. Mọi thứ vẫn đang rất là yên tĩnh này. Ồ, lại có thính nữa hả? Chạy qua luôn ông ơi, sao phải ngại. Thính công nhận là nhìn quá là thơm luôn, nên là chúng ta sẽ chạy thật là nhanh để lượm thính và không cho những cái team khác người ta lượm thính nhá. Đây rồi nha các bạn ơi, thính này. Nhưng mà thôi kệ đi, ngày hôm nay thì kẹo chưa thích lượm thính. Và kẹo sẽ chạy thử vào UAV coi, xem là trong UAV thì có ai hay không. Wow, phát hiện ra là trong UAV chẳng có ai cả. Và bao nhiêu đây nha em ơi? Bây giờ là còn lại có 13 người trên nữa. Uầy, 13 là một con số xui. Không biết là ngày hôm nay thì team của mình có xui hay không nhỉ? Hay là vẫn hên và giành lấy được thứ 1. Wow, có người kìa. Phi xe lên này. Sát thủ ơi. Uầy, cứu nó. Ây, tận hai đứa cả. Căng rồi nha. Uầy, sát thủ ơi. Ăn gì mà nhiều mạng với hảo ơi. Thằng này. Cái đậu xanh. Uầy, lại là sát thủ ăn mạng. Gắt quá nha ông ơi. Nước này. Là đậu xanh. Sát thủ ơi, trận này là bạn ăn quá nhiều mạng rồi nhá. Ăn ít mạng thôi ông, đồng đội chia sẻ với nhau, ai lại cứ tranh mạng của nhau thế. Chỉ là dăm ba cái mạng thôi mà, làm sao mà lại xứng đáng bằng cái tình đồng đội của chúng ta được. Trong khi bạn thì chẳng hề để tâm đến, và bạn ăn rất là nhiều mạng luôn. Ok, ở đây thì có thêm một cái nòng giảm thanh nữa. Nhưng mà thôi nha em ơi, kẹo đang có giảm thanh nhưng mà còn chưa dám trang bị nữa. Bởi vì là cứ sợ bị sát thủ nó cãi mạng thôi. Xuống dưới này coi. À, thằng nào đang chạy kia vậy hả em ơi? Chạy đâu vậy hả em ơi? Uầy, chạy hả em ơi? Đừng có chạy nhá. Ok, dẫu sao thì kẹo đã có cho mình được mạng thứ 6 rồi nha. Còn lại 6 đứa nữa. Hình như là sát thủ đang hơn kill tôi rồi nha em ơi. Uầy, lại có ra nữa cả. Căng vậy. Đi đâu thì cũng toàn là thấy súng xịn thôi nha em ơi. Xuống dưới này thử coi. Hello, ngoài này có ai vậy không nhỉ? Ngoài này chưa thấy ai cả nha em ơi. Chúng ta sẽ chạy thử xuống phía thính coi, xem là sẽ là súng gì. Ồ, súng phóng lựu. Chơi luôn nhỉ anh em ơi. Chơi luôn. Trận này thì kẹo sẽ chơi phóng lựu nha các bạn. Sát thủ ơi, đợi tôi với ông ơi. Làm gì mà căng hả ông? Uầy, lại thính nữa kìa. Rất là nhiều thính luôn. Và mình thì cũng đang chạy theo sát thủ để đến với cái thính kia. Anh em ơi, thính nó lại thơm ngon quá cơ. Uầy, vậy là chỉ còn lại có 5 người thôi à? What the hell? Thằng nào, sấy tôi mà căng mày hả? Ây à, sợ quá cơ anh em ơi. Nó đâu rồi? Uầy,
Sát thủ ơi, ông nhanh tay vậy. À, mình sẽ chạy lên phía trên này cái đã. Ok ok, chạy lên luôn, không phải ngại gì cả. Còn lại có 4 thằng nữa thôi. Không biết là mình là ăn nổi được thêm mạng nào nữa hay không, hay là sát thủ nó lại ăn hết mạng. Cơ bản là mình đang mới tập chơi cho con máy đó là Xiaomi Black Shark 2 nên là điều khiển nó chưa quen lắm. Cứ sợ bị sát thủ cái ăn mạng thôi. Vì là anh em có thể biết được rằng là cái thằng sát thủ LZ này hay chơi cùng mình ấy, nó cái ăn mạng cực kỳ là siêu anh em ạ. Ok ok, 4 thằng nữa. Wow, chưa thấy anh cả. Mình sẽ chạy qua phía này coi. Ui, hai đứa đã bị hạ, còn lại có 2 người nữa. What the hell, sát thủ ăn hết luôn. Buồn quá nhỉ anh em ơi. Nên là kẹo trận này ăn được có 6 kill thôi à. Bắn phóng lựu ăn mừng nào. Ok. Ok, quả nữa này. Ui, phóng lựu không rơi anh em ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.